Triumph Motorcycle Việt Nam đã chính thức ra mắt tên lửa mặt đất Rocket 3R và Rocket 3GT phiên bản mới nhất tại Việt Nam với mức giá bán lần lượt từ 869 triệu đồng và 899 triệu đồng. Lần đầu tiên những người đam mê phân khối lớn tại Việt Nam có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng và sở hữu hai siêu phẩm với khối động cơ thương mại 2.500 cm khối chưa từng có. Mô men xoắn cực đại vượt trên mọi đối thủ cùng những công nghệ tối tân nhất, cả hai biến thể mới của Triumph Rocket 3 đều sở hữu ngoại hình hầm hố và uy lực. Nếu như phiên bản R của Rocket 3 là một chiếc roadster với hai màu tùy chọn Phantom Black và Corsair Red thì phiên bản GT lại mang phong cách cruiser, huyền thoại với ba tùy chọn màu Phantom Black, Silver Eye và Storm Grey bao gồm sọc đỏ Corsair Red nằm hai bên bình xăng xen lẫn logo Triumph màu trắng. Sức mạnh trên hai biến thể R và GT tương tự loại động cơ trên TFC, DOHC, 3 xi lanh thẳng hàng 2.458 cm khối, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực nhưng được giảm bớt 3 mã lực mặc dù đã mạnh hơn mô hình đầu tiên là 165 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 221 Nm từ 4.000 vòng 1 phút. Đi kèm hộp số loại 6 cấp côn dầu và truyền động bằng trục các đăng. So với thế hệ cũ, bộ khung trên Rocket 3 2020 nhẹ hơn 50%, một thiết kế nhôm hoàn toàn mới được chế tạo từ các bộ phận đúc và rèn. Không chỉ giảm khối lượng mà kích thước vật lý cũng bị thu hẹp khi khung giờ sử dụng bố cục kiểu xương sống thay vì cấu hình song sinh cũ, nó cũng ngắn hơn cả về chiều dài và chiều cao. Cả hai phiên bản R và GT 2020 đều sử dụng trang bị đèn LED với các cặp đèn tròn vốn là kiểu dáng đặc trưng thương hiệu của Triumph kể từ khi mẫu xe Speed Chopper được giới thiệu vào giữa những năm 90. Bên cạnh đó, thiết kế bình xăng của Triumph Rocket 3R, GT 2020 đều có thiết kế hầm hố và cơ bắp với những đường nét cơ bắp từ đầu đến đuôi xe. Các hệ thống điện tử hỗ trợ đáng chú ý trên xe bao gồm đồng hồ với màn hình TFC, hệ thống kiểm soát lực kéo, ga điện tử với 4 chế độ vận hành, hệ thống chiếu sáng LED, hệ thống hỗ trợ dừng đỗ ngang dốc, kiểm soát hành trình và khóa thông minh không cần chìa vật lý. Hệ thống treo của xe bao gồm cặp phuộc trước hành trình ngược kích thước 47 mm và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau. Cả hai đều mang thương hiệu Sowa. Vâng, và video lần này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Các anh em cũng đừng quên để lại một like, một comment góp ý và hơn hết là ấn nút subscribe kênh và bật thông báo để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau.